Vâng, xin chào bạn. Hôm nay thì bác sĩ tiếp tục xác nhận một trường hợp một anh 57 tuổi, đây có một cái hạch góc hàm này, sờ thì rất là chắc và trên hình ảnh siêu âm là nó không rõ cấu trúc, tức là cái hạch mất cấu trúc rồi. Cái hạch này chắc nó to nhanh đúng không? Không biết lúc sờ thế này nó to. Anh phát hiện bao nhiêu hôm rồi? Mới gần đây. Gần đây là bao nhiêu, mấy tháng, một tháng hay hai tháng? Không đến một tháng, mới khoảng nửa tháng. Nửa tháng luôn. Thấy nó tức mới sờ đến. Đây thì cái hạch này bây giờ cách xử lý là mình sẽ lấy cái hạch này mình làm xét nghiệm. Xét nghiệm thì nó có hai loại xét nghiệm đấy nhá. Cái thứ nhất là mình sẽ làm giải phẫu bệnh xem nó là bản chất là cái gì. Xong nếu mà nó là lành tính thì coi như xong, không phải thêm xét nghiệm nữa. Còn nếu nó ác tính thì mình thêm một xét nghiệm nữa là hóa môn miễn dịch để xem là cái cũng là ung thư nhưng nó là tuyếp gì đấy. Nhưng mà trước hết thì mình cứ cái này thì nên sinh thiết. Thứ hai là với những cái hạch như này thì mình sẽ phải siêu âm toàn cơ thể nữa, bụng, bẹn, để xem là nó có hạch thêm ở chỗ nào nữa không. Nhá. Cộng hưởng từ á? Sao lại cộng hưởng từ ở đâu? Chụp vào bụng. Ở bụng á? Chụp vào siêu âm bụng. Thế đâu? Chưa cộng hưởng từ đâu? Chụp vào bụng. Tất cả các thứ này ở nhà. Thế sao mang đi? Đấy, mọi người nay đi khám cái này không nghĩ cái đấy. Ủa, nó liên quan nhau đấy. Rồi. Không phải tự nhiên em bảo là cho thế sao lại tự nhiên đi chụp ổ bụng làm gì? Tại vì chụp ở dưới kia ổ bụng là vì siêu âm là gan giãn, gọi là giãn tĩnh mạch. Nên mới đi chụp. Siêu âm xong mới đi chụp cái đấy. Ủa, thế sao mang lên đấy? Ủa.